chắc chắn ở đâu, nhưng mà nó đòi hỏi phải có cái niềm tin tự tâm chân thật và công phu. Hai cái tin tự tâm và công phu chúng ta sẽ kích thích khởi cái niệm thống thiết sinh tử. Thống thiết sinh tử lúc đó chúng ta không có buông xuống cái công phu, cũng giống như là học trò và trường học vậy. Hai cái điều kiện đó căn bản, có cái trường học và có cái ao ước của đứa học trò phải học để thành tài, giống như muốn làm bác sĩ, cái mộng của nó làm bác sĩ, cái mục đích học của nó phải có một cái địa vị lớn trong xã hội, tức là cái mục đích, có cái niềm tin đó và phải thực hành nữa. Giống như tin tự tâm và thực hành, đó là cái môi trường đó. Nhưng mà mình không, mình chỉ tin tự tự tâm mình không thực hành thì nó không đi vào đâu. Thế là chỉ thực hành mà không có tin tự tâm thì cũng giữa đường gãy gánh. Cho nên nó phải có tin tự tâm và thực hành, tức là phải có sự, có một cái quyết định học của mình và phải có sự thực hành học của mình. Thì cái quyết định học và thực hành học thì đơn giản bắt đầu phát tâm có đó, học trò đi nhập học cả đống vậy đó, nhưng mà thành tựu đâu bao nhiêu đâu. Khi mà nó học nó có căn bản và cái mục tiêu của nó có cái niềm tin mạnh trên cái khả năng sức lực sức học của nó biết chỗ nào yếu thì nó bổ túc, nó biết chỗ nào mà nó không giỏi thì nó phát huy, nó đi học thêm, học kèm, bổ túc, vân vân. Tự nhiên á thì nó sẽ giỏi, và khi mà nó đang học á, tức là nó có cái ý chí ở thế gian gọi là phải lập chí, một cái ý chí sắc bén, ý chí không có lục, không có lùi, và được cái ý chí đó, ý chí cũng giống như cái niệm thống thiết sanh tử của mình vậy đó, của người tu á, đó là gọi là cái niệm thống thiết sanh tử. Còn người học trò, đứa học trò đó là cái ý chí, cái lập trường, lập chí, cũng là cái niệm thống thiết sinh tử. Nhưng mà phải có cái sự ham học này, và có phải có sức học này, đó, phải có hai cái đó đầy đủ thì nó sẽ có cái ý chí học thì nó sẽ thành công. Và chúng ta tham thiền cũng vậy, tin tự tâm là một lẽ, đồng thời phải thực hành, phải dấn thân. Thì khi mà thực hành và tin tự tâm hai cái nó bổ khuyết cho nhau, sinh ra cái niệm thống thiết sinh tử. Nhưng mình quý cái thời gian của mình quý cái tâm hành của mình, thì từ đó mình mới đi đến sự thành tựu. Thành tựu đây là chấm dứt vô minh, quét sạch cái phiền não khổ đau. Đây là đứa học trò mà nó học xong nó thành tài vậy, mãn nguyện cái ý chí chí nguyện của nó vậy. Tham thiền á là chú trọng sự thực hành hơn là cái chỉ hiểu biết suông á. Mà thực hành chúng ta thì giống như tính là một ngày 24 tiếng đồng hồ, cái ứng dụng thực hành tham thiền mình nó rất là ít, khó. Thì lúc nào mình cũng đối duyên tiếp cảnh cả, lúc nào mình cũng cọ sát với lại cái ăn mặc ở cả, nói cái ăn mặc ở là cái chánh, tức là sinh hoạt lúc nào sinh hoạt vì cái bản ngã, vì cái thân này, vì cái sở hữu của thân này, vì nhà cửa, vì tiền bạc, xe cộ vân vân, tất cả nó luôn luôn nó chi phối mình. Sở hữu nhiều chừng nào thì cái sợi dây cột nó chặt nhiều chừng nấy, chi phối nhiều chừng nấy. Nếu mà buông xuống hết được á, tức là mình không còn bị tất cả cái đó nó hệ lụy. Nó hệ nghĩa là buộc đó. Lụy là bị dính mắc vào á. Thì cái tham thiền á, nói nó muốn cho nó liên tục miên mật không phải dễ, tại tập khí của mình, sở hữu của mình nó luôn luôn nó chi phối mình. Tên nói ở nhà tu, nó ở nhà tu, nếu mà có ý chí, có cái niệm thống thức sinh tử thì ở đâu tu cũng được. Cho nên nói là ở thậm chí ở trong quán rượu, nhà mãi dâm, đao sơn kiếm thụ, ở đâu cũng là đạo tràng, không phân biệt là phải ở chùa. Đó, lời chùa tổ nói, mà đó là phải có một cái tâm chân thật á. Còn mình, cái tâm của mình thì đụng nghe cái gì á, là mình chạy theo cái đó, thấy cái gì á, là mình phân biệt cái đó. Tất cả lục căn luôn luôn hướng ra ngoài, cái trần, lục trần phân biệt á, tức là ra cái sở, năng sở luôn luôn nó hòa hợp, đưa ra những cái hiểu biết phân biệt. Nó luôn luôn chưa bao giờ nó ngưng nghỉ cả, ban ngày cũng vậy, ban đêm cũng vậy. Cho nên nói ở nhà thiệt ra nó khó chứ không phải dễ,
Ở nhà hiện tại chúng ta bây giờ làm sao để mà có cái thuận duyên đây, chúng ta cũng được cái cơ duyên tốt, mà khi tốt quá cái là mình lười biếng, mình giải đãi. Nó tốt quá, tốt lên như thế nào là hiện tại chúng ta có cái mạng internet, cái Zoom để mỗi người cùng lên tu, cùng tham học. Mà rồi á, cái tính chúng ta không có thì cũng ỷ lại theo kiểu khác, mà có rồi cũng lại ỷ lại theo kiểu khác, không chịu thực hành. Có khi chỉ thích nghe mà có khi không chịu á, nghe cho rõ nữa, nghe để phân biệt, để chấm điểm thôi à, chứ không phải là để tăng trưởng cái sự công phu, sự tu tập. Nên chúng tôi cho nghe rất là ít à, vừa đủ kích thích mình nhớ về công phu. Tức là cái thời á, khuya đó 1 tiếng rưỡi chúng ta thăm thiền, sau đó nửa tiếng mới nghe khai thị. Trong tuần thiền thất cũng vậy, cũng cũng y như vậy. Và buổi trưa, buổi chiều có khai thị nhiều hơn, nhưng mà phải tham thiền. Tại ở nhà mình á, thì mình hay bị dính với công việc lắm, những công việc quen thuộc, những công việc đòi hỏi bắt buộc mình phải làm. Nên nên có khi thiệt ra nó không có cần thiết, không đáng ấy, nhưng mà cái chấp tâm của mình, cái hoàn hảo toàn mỹ của mình, nó muốn là phải sạch này, nó muốn là phải gọn này, nó muốn là phải như thế này, nó muốn là phải như thế kia. Cho nên cái tâm mình nó luôn lăng xăng à, đối với người thân cũng vậy nữa. Không vừa ý mình là mình lại nhảy, mình đôi co, mình nói tới nói lui, hay là khi mình không có nói nữa, trong tâm mình bực bội nữa. Đó đều là cái sự giống như kiểu, nếu mà ở ngoài á, nếu tu thì khác, ở ngoài gọi là gia duyên bận biểu. Gia duyên đây nó việc chung với tất cả luôn luôn. Cho nên tại sao mình tránh cái phương tiện mà để về thiền đường, có phương tiện để cùng đại chúng tu tập. À, đó là cái mà chư tổ luôn luôn khuyến trụ tòng lâm là vậy, tức là khuyến trụ ở nơi nơi chỗ chuyên nhất tu tập, để mình không bị chi phối lôi kéo bởi tất cả cái duyên đó. Cho nên ở nhà tu cũng được mà khó, nên chư tổ cũng nói khó nhất á là tu chợ, nó ồn ào quá, mà tu chợ là đủ thứ thị phi nó đem tới tai, đem tới mắt mình liên tục. Thứ nhì á, không phải, nhất tu tại gia, nhị tu chợ, thứ ba mới tu ở chùa. Nhất là tại gia, thứ nhất là ở trong nhà, nhà là cái phiền não nhất. Thứ nhì mới là ngoài chợ, tại ngoài chợ thì á, mình nghe thôi, còn nhà là ở nơi chỗ mình, cái chỗ mà mình á, mình phải cẩn thận, mình phải kỹ lưỡng, giống như mình sợ người này buồn, người kia phật ý, và trách nhiệm bổn phận của mình á, tại mình là chủ trong nhà hay là mình là người trong nhà, phải có trách nhiệm bổn phận, phải lo toan, phải tính toán à, tất cả mọi cái phải an bài. Cái là thứ nhất là tu tại gia là khó nhất. Thứ nhì là tu chợ, chợ thì đủ thứ chuyện đụng chạm, nó ồn ào náo nhiệt. Thứ ba mới vô trong chùa đó, người thế gian hay nói câu đó, chứ là phải dễ đâu. Cho nên tu nhà khó cực kỳ luôn. Thì á, cái chỗ đó chúng ta có cái phương tiện tốt á, mỗi ngày để lên tu, thì mong rằng tất cả chúng ta đều tận dụng cái thời gian đó mà cùng tu tập, ta tham thiền trên cái Zoom. Mặc dù có mặt đó ngồi đó, có khi cái tâm mình cũng vọng động, có khi mình cứ muốn làm việc này, cứ muốn suy nghĩ việc kia, nhưng mà có cái hình mở ra thấy đại chúng tu á, mình cũng quay về công phu nhiều hơn là mình hướng ra ngoài. Nó vẫn là bận rộn đó, nhưng mà mình vẫn hướng về sự tu tập hơn. Rồi một ngày nào đó tự nhiên duyên đầy đủ, mình là tới thiền đường mình tu tập. Chứ đừng bao giờ mà canh tới giờ mới mở. Chứ canh tới giờ mới mở mà không có đều đặn nữa, thì bữa có bữa không, rồi từ từ nó lãng lãng, rồi nó quên luôn, rồi nó chán luôn. Tức là vì cái duyên ở gia duyên á, nó chi phối, nó hoàn toàn nó kéo mình mất. Đó là nói là cái mình cũng ỷ lại, mà phải luôn luôn phấn đấu để mà tu tập.